Các cụ thứ 21, Đức Phật này không phóng dật được sống, phóng dật là được chết, không phóng dật còn chết, phóng dật như chết rồi. Hiện đây phóng dật là cái gì? Phóng dật ở đây là một cái, đây nó là một cái tâm, một cái loại tâm phóng dật. Và cái sự phóng dật này nó sẽ thể hiện ra cả những cái hành động và những cái lời nói ở bên ngoài. Thì phóng dật ở đây có nghĩa là một cái trạng thái tâm mà nó không nghiêm túc, một cái trạng thái của mình. Khi nào mà mình không có nghiêm túc mà hay là cái tâm đấy là một cái tâm mà nó gọi là cái tâm năng sắc. Cái tính chất của cái phóng dật nó là một cái tâm nó có cái tính năng sân, hay là một cái tâm mà nó có cái sự hiếu động, nó luôn luôn nó ưa thích những cái động mà nó không có theo một cái tính, thì cái tâm đấy được gọi là phóng dật. Thì phóng dật nó sẽ được thể hiện ra như là một người thì có cái trạng thái là thân phóng dật, tức là cái thân của cái vị nó hay có cái sự năng sang như là cái người có cái sự không đàng hoàng trang nghiêm ở nơi thân, như là nghịch ngợm. Phóng dật nó có cái tính nó tương tự như là một cái người đó không có những cái hành động cử chỉ nó không được đẹp, hay là nó có cái sự thô tháo, không có cái sự tu dưỡng, không có cái sự tu tập, không có cái sự trang nghiêm tề chỉnh, thì đó là phóng dật. Như là phóng dật, như là vị đó, cái thân của vị đó nó không có cái sự đàng hoàng, không có cái sự nghiêm túc, không có cái nghiêm chỉnh, nó cứ thích năng sang, như là nó thích múa may quay cuồng, hay là đứng không yên, ngồi không yên, nó cứ thích đi chỗ này chỗ kia. Nên là có những cái người thì phóng dật nó được thể hiện ra ở những cái ngôn ngữ, cái lời nói phóng dật, như là cái vị đó sẽ không luôn luôn là nói năng hay là cười nói một cách mà nó không có cái sự kiềm chế, thì đó được gọi là vị đó cũng được gọi là phóng dật ở cái lời nói, là nói năng xăng nhạt nhí, cười cợt, lúc khóc lúc cười lúc nói, và nó cứ thay đổi liên tục, cái trạng thái nó cũng bị thay đổi liên tục. Hoặc là phóng dật thì ở trong tâm, đó là cái tâm nó không có an trú trên một cái đối tượng nào, mà nó nghĩ đến chuyện này một tí xong rồi nghĩ đến chuyện khác. Tức là một cái người mà có cái trạng thái tâm mà nó thường xuyên thay đổi, nó cứ thay đổi từ cái trạng thái này sang trạng thái khác, nó không duy trì một cái trạng thái tâm nào được liên tục. Ví dụ như cái lúc đấy đang vui thế là bỗng chốc đã buồn, là lúc thì yêu, lúc thì ghét, lúc thì giận, lúc thì hờn. Cái người đấy nó cứ cái tính phóng dật nó cứ năng sang, cái tâm nó cứ biến đổi liên tục như vậy, thì đấy được gọi là phóng dật. Thì phóng dật ở đây thì có những cái Đức Phật hay thường dùng những cái hình ảnh được gọi như là tâm viên y mã, được gọi đấy là để chỉ cho cái tâm phóng dật, là cái tâm như con ngựa, cái tâm ý nó như con khỉ nó năng sang, nó trèo cây, nó không có như một cái con khỉ thì nó rất là hiếu động và nó không có đứng yên, nó không có thể yên tĩnh như những cái con khác được, và nó cứ chuyển hết từ cảnh này sang cảnh khác. Nên là con ngựa mà không chưa được điều phục thì nó cũng thế, nó cứ đi năng sang mà nó không có biết cái chỗ nào là cái chỗ đáng đi, và nó có thể đi hết từ cái nơi này sang nơi khác theo cái ý thích của nó, gọi là cái tâm. Mà một cái người mà có cái tâm mà nó thiếu cái sự tu dưỡng thì nó cũng có cái sự hoang dã. Thì những cái loại mà càng thấp kém thì cái tính phóng dật nó càng lớn. Thì như các cái loài vật thì nó sẽ có cái tính phóng dật rất là cao, rồi nó cứ
sanh, vì những cái loài vật nó không thể tu dưỡng được, cho nên là cái tâm chán nó năng sanh và nó là những cái tâm phóng dật. Thì ở trong loài người thì những cái người nào phóng dật thì được gọi là những người đấy là những người thấp kém. Những người thấp kém bởi vì những cái người đấy không có cái sự nghiêm túc khi làm bất cứ một cái việc gì, khi thực hiện bất cứ một cái việc gì, thì cái vị đó sẽ không có làm việc đến nơi đến chốn, mà cái vị đó sẽ thường xuyên bị phóng dật và chi phối, tức là vị đó sẽ luôn luôn thích chóng thích mà cũng chóng chán. Thì cái người đấy là người phóng dật, thì cái tâm phóng dật này thì nó có ở tất cả mọi người, ở tất cả mọi loài, ai cũng có cái sự phóng dật đấy, thì ai cũng có cái tâm phóng dật, nhưng chỉ có điều là cái tâm phóng dật này nó mạnh hay nó yếu hơn. Có cái người thì có cái tâm phóng dật nó yếu, và vì vị đó có cái sự chế ngự tâm, có cái sự tu dưỡng ở nội tâm, và vị đó có nhiều những cái tâm ngay thẳng chánh trực, và nó sẽ ức chế được những cái tâm phóng dật này. Còn có những cái người mà những cái tâm thiện nó yếu, không có cái sự ngay thẳng chánh trực, thì cái tâm phóng dật này nó sẽ rất là mạnh, và cái vị đấy nó sẽ bộc lộ, nó thể hiện ra cả cái tánh cách của vị đó phóng dật. Mà cái sự phóng dật nó thể hiện rất là nhiều ở những đứa trẻ, như là những đứa trẻ nó mới sinh ra và nó rất là hiếu động và hay nghịch ngợm. Và khi mà nó phóng dật như thế, nó nghịch như thế, và nó đôi khi nó có cái sự rất là nguy hiểm. Như là có những cái đứa trẻ nó nghịch và nó sẽ bị té ngã, hay là nó sẽ đôi khi nó sẽ gặp những cái điều rất là đau đớn về cơ thể nó. Vì cái sự phóng dật mà nó lại không có lường trước được những cái hậu quả. Thế thì cái người mà trưởng thành lên thì những cái phóng dật đấy nó sẽ bớt đi. Nhưng mà cái phóng dật này nếu như nó chỉ đơn thuần là phóng dật, giống như những cái phóng dật ở trẻ con, ở con nít, thì nó không có cái sự nguy hại quá lớn. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi thì người ta ít phóng dật là ở cái đơn thuần, cái sự phóng dật đơn thuần thì nó ít, nhưng mà người ta lại có cái phóng dật đấy nó lại biến dạng này, tức là nó sẽ đột biến. Lớn lên rồi thì cái tâm phóng dật nó sẽ trở nên đột biến, đó là cái phóng dật này nó là nền tảng cho những cái bất thiện pháp khác sinh khởi. Ví dụ như là khi lớn lên thì cái tâm tham của vị đó sẽ mạnh lên, mà cái tâm tham này nó sinh ra từ phóng dật. Bình thường nó không có sinh ra, nhưng mà vì vị đó có cái tánh phóng dật cho nên là tham nó sinh. Hay là những cái tâm sân hận, những cái tâm sân hận nó sẽ sinh khởi ở những cái người mà đã trưởng thành rồi. Có thể tâm sân hận nó sẽ lớn hơn, bởi vì lúc đấy bình thường nó không phóng dật, nhưng mà nó không có sân, nhưng mà khi mà phóng dật nó làm nền tảng cho cái tâm sân này khởi lên. Vậy thì cái trạng thái tâm phóng dật nó là một cái trạng thái của một cái tâm gọi là tâm si, và nó luôn luôn đi kèm với cái tâm vô tàn vô quý, tức là không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Tức là một cái người mà không biết làm những cái nỗi lầm mà vị đó không biết là nỗi lầm, thì đó là vị đó sẽ không biết xấu hổ những cái điều đáng xấu hổ. Những cái việc tội lỗi thì đó không biết là tội lỗi, thì vì đó không biết ghê sợ những điều tội lỗi, vì đó không biết về nhân quả, thì cái vị đó cũng sẽ có cái tâm phóng dật này rất là lớn. Thì có những cái người mà được giáo dục nhiều thì cái phóng dật này nó cũng giảm bớt đi, mà những người nào mà ít được giáo dục thì cái phóng dật nó sẽ được duy trì nhiều hơn. Như là có những cái trẻ em mà được giáo dục tốt thì nó biết chế ngự lại những cái tâm phóng dật đấy, thì nó lớn lên thì nó sẽ đỡ đi, nó sẽ có cái sự trang nghiêm để chỉ chứng trạng, và có cái tánh cách của cái người trưởng thành sớm. Còn có những người mặc dù mình đã đến tuổi trưởng thành rồi nhưng mà vẫn còn nô nghịch ngợm đùa giỡn như những đứa trẻ con ấy. Thì những cái sự đùa giỡn nô nghịch đấy chính là tâm phóng dật. Và tâm phóng dật thì tại sao nó lại làm nền tảng cho cả cái sự tham, cái tâm tham, tâm sân và những cái tâm bất thiện
rồi từ những cái tâm bất thiện đấy nó trở nên những hành động bất thiện. Tức như là phóng dật, nghĩa là phóng, phóng có nghĩa là nó phóng đi, nó phóng đi như một cái mũi tên ấy. Hay là như một cái làn gió nó phóng, nó giống phóng dật, nó tựa như là cái cơn bão ấy, nó phóng nhưng mà bão nó không đi nhẹ nhàng thì nó còn giật lên nữa. Thì cái tâm của một cái con người nó cũng như thế, tức là nó không có chịu đứng yên một chỗ mà nó lại phải hướng đến cái này, hướng đến cái kia. Để cái tâm của mình nó cứ hướng đến, ví dụ như đang ngủ xong là nó nghĩ đến một cái chuyện là nó khởi lên một cái ý muốn đi nhìn một cảnh sắc, thì tức là cái tâm của mình nó hướng đến một cái cảnh đấy, thì nó sẽ dẫn đường cho cái con mắt tiếp xúc với cảnh sắc, hay nó hướng đến âm thanh. Tức là cái tâm phóng dật là nó cứ phóng đi như thế, nó khởi lên và nó không có dừng lại, cho nên nó cứ muốn năng sang đi từ cái cảnh này sang cái cảnh khác, giống như con khỉ nó đi từ cảnh này sang cảnh khác, thì nó cứ làm cho cái tâm không chú trên một cái cảnh liên tục được, mà cái tâm phóng dật này nó làm cho cái tâm cứ đang chú ở trên một cái đối tượng này, nó lại nhảy sang một cái đối tượng khác, nó nghĩ đến một cái đối tượng đang làm cái việc này, nhưng mà nó lại khởi lên cái tâm này. Chưa làm xong nhưng mà nó đã chán, nó thích một cái khác. Thì đấy là cái tâm phóng dật, nó làm cho người ta cứ chóng chán cái này và chóng thích cái kia, để nó cứ buông cái cảnh này đi để nó bắt cảnh khác, buông cảnh này đi để nó chạy theo cái cảnh khác. Thì cái đấy, cái tâm đấy nó gọi là tâm phóng dật. Thì một cái người mà có cái tâm phóng dật này mạnh thì vị đó sẽ không có chuyên sâu về bất cứ một cái việc gì được, không có làm chuyên môn, không có chuyên sâu về bất cứ một cái việc gì, về công việc hay là về cái tư tưởng của mình cũng vậy. Ví dụ vì đó cũng muốn làm một cái việc gì đó mà cho nó đạt được kết quả tốt, thì cái vị đó phải chuyên tâm về cái công việc đấy, nhưng vì đó phải có cái sự chú tâm, vì nó phải có cái sự chăm chỉ để thực hiện cái công việc đấy. Nhưng mà cái tâm phóng dật này nó mà mạnh thì nó sẽ làm cho cái vị đó không chú tâm được lâu, chú tâm được một lúc cái nó đã chán rồi, hoặc là vị đó mặc dù làm cái công việc này nhưng cái tâm nó không để làm cái công việc, nó cứ nghĩ năng sang, thì đấy nó gọi là phóng dật là vậy. Mặc dù thân mình đang ngồi ở đây nhưng mà tâm nó cứ năng sang hết những chuyện nọ chuyện kia, nó đang phóng túng ở trong đầu nó cứ năng sang. Thì đấy nó là phóng dật, tâm đấy là tâm phóng dật. Thì vị đó làm việc với một cái trạng thái mà nó không có toàn tâm toàn ý như vậy thì cái công việc đó nó sẽ không có được tốt, nó sẽ không có đạt được cái kết quả tốt nhất, bởi vì nó không có sự chú tâm. Không có sự chú tâm thì vị đó hay làm hỏng những cái công việc, nhất là những cái công việc cần cái độ tức là cần cái trình độ cao, như là cái sự khéo tay, hay là những cái công việc nó khó, tức là đòi hỏi một cái người đấy phải có cái sự chú tâm cao. Thì những cái người mà có cái tánh phóng dật không có làm được cái việc đấy, không làm được những cái việc khó nào. Thì chỉ có những cái người nào có cái tâm phóng dật này yếu thì mới làm được những việc khó nào. Ví dụ như là một cái người muốn học mà có cái tâm phóng dật thì vị đó rất khó có thể tiếp thu được bài, rất khó hiểu bài và rất khó ghi nhớ được bài, bởi vì cái tâm nó cứ năng sang, nó nghĩ nhiều chuyện trong một lúc, và nó cứ năng sang trong một sát na, nó nghĩ đến rất nhiều thứ, rất nhiều cảnh, rất nhiều đối tượng, vì vậy nó không ghi sâu, không ghi nhớ sâu một cái chuyện gì được. Thì đấy là phóng dật. Cho nên là cho những cái người mà đang lái xe đi đường đôi khi mình sẽ gặp tai nạn chỉ vì nó phóng dật. Phóng dật thì mình đang đi nhưng mà tâm mình không có quan sát, không có chú tâm trên cái cảnh cái đường đi, mà bị đó cứ chìm theo những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ năng sang ở trong đầu, và đến khi nó xảy ra tai nạn rồi thì lúc đấy là vị đó chết là do phóng dật. Đức Phật mới nói không phóng dật là đường sống, mà phóng dật là đường chết, bởi vì những người phóng dật nó gặp những cái chuyện nguy hiểm như vậy. Và rất nhiều trong cái cuộc sống này rất nhiều người chết vì cái sự không có cẩn thận, không thận trọng, không có cái sự chú tâm, mà mình chỉ sang nhãn một chút mà mình sẽ có thể sẽ bị chết. Đấy là vì cái sự phóng dật nó sẽ nguy hiểm như vậy. Mà cái người nào mà
thấy cái tâm phóng dật này rõ nhất là trong cái lúc mình ngồi thiền ấy. Cái lúc mà ngồi thiền thì sẽ thấy được cái tâm phóng dật này đó này. Mình ngồi thiền thì mình cần phải tập trung vào đề mục thiền, như là tập trung vào hơi thở. Nhưng mà cái tâm nó lại nghĩ rất nhiều cảnh, rất nhiều chuyện và rất nhiều những cái ký ức, rất nhiều những cái vọng tưởng nó sinh khởi. Thì cái tâm nó cứ đi năng sang đấy, chính là tâm phóng dật. Và đôi khi mình ngồi đây mà nó quên hẳn những cái đề mục định, quên đi không còn nhớ thì đến cái nhiệm vụ mình đang cần làm nữa, thì đấy chính là phóng dật. Vì thì trong cuộc sống hàng ngày nó cũng thế, đôi khi mình làm đây nhưng mà mình không có biết gì mình đang làm gì hết. Tay mình làm, chân mình làm đấy, nhưng mà đầu nó không làm, nó nghĩ sang chuyện khác. Đến khi mình làm hỏng việc rồi mình bảo do mình làm không để ý. Nhưng cái người làm không có cái sự chú tâm, nó hay có những cái lỗi lầm, hay có những cái sai sót, và đôi khi làm hỏng việc và làm việc nó không có được kết quả. Thì đấy chính là vì cái sự phóng dật như vậy. Thì cái tâm nó cứ khởi lên như thế, vì cái tâm nó cứ năng sanh như thế. Cái tâm phóng dật nó năng sanh như thế, cho nên là nó mới hay khiến cho tâm khởi lên những cái phiền não, như là tham sân si, cũng là do những cái phóng dật này nó khởi ra. Thì cái người mà phóng dật, người phóng dật thì sẽ không làm được những cái việc lớn, không làm được những cái việc quan trọng là như vậy. Thì cái tâm phóng dật này nó được thể hiện như thế, được thể hiện bởi một cái ở cả những cái người thấp kém, hay là những cái người mà đang chịu những cái nỗi khổ, những cái chúng sinh mà đang chịu khổ như các ngoài súc sinh, thì là những cái chúng sinh đấy cũng có cái sự phóng dật. Mà những chúng sinh mà sinh làm người mà có những cái phước rất lớn, có những cái phước rất lớn, thì đôi khi người ta cũng sẽ sinh ra phóng dật. Ví dụ như là một cái người, cái tâm phóng dật nó tiềm tàng và nó tiềm ẩn. Có thể là ở một cái thời điểm nào đó mình là một cái người rất là tích cực, nỗ lực, và mình làm những cái công việc nó rất là thành tín, rất là thành công. Khi mà cái công việc đó nó thành công rồi, và lúc đấy mình sinh ra cái sự tự mãn, mình sinh ra cái sự tự hào, hoan hỉ, tự mãn, mình nghĩ là mình làm như thế mình đã là một người tốt rồi, mình hài lòng với kết quả của mình. Sau đó mình say sưa, mình hưởng thụ những cái thành quả mà mình đã làm đấy. Thì cái lúc mình say sưa hưởng thụ cái thành quả mình đã làm đấy, thì cái lúc đấy chính là cái lúc phóng dật. Cái lúc phóng dật nó sinh khởi. Thì từ cái lúc mà phóng dật nó sinh khởi, từ cái lúc mình sinh ra cái tâm tự mãn, mình không còn chuyên tâm để làm như cái thời, như cái lúc buổi ban đầu nữa, thì là lúc đấy bắt đầu tất cả mọi cái của mình bắt đầu từ từ nó đi xuống, nó suy thoái. Và cái cuộc sống từ cái lúc phóng dật đấy là bắt đầu nó không còn cái thời hưng thịnh nữa, mà nó bắt đầu đi vào đến một cái thời gọi là suy vi. Cái thời suy vi cũng giống như là thấy có những vị vua thời đầu lập quốc ấy, thì người ta rất là khắc khổ, tức là người ta sống một cách rất là khắc khổ và nỗ lực hết mình để xây dựng nên một cái giang sơn. Khi mà người ta đã thỏa mãn với lại cái thành quả của mình rồi, bắt đầu người ta sinh ra cái tâm hưởng thụ, say sưa hưởng thụ. Thì từ cái say sưa hưởng thụ bắt đầu nó sinh ra nhiều cái nỗi lầm, và nếu như cái người nào mà không có thỏa mãn thì lúc đấy vị đó sẽ tiếp tục, tức là phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa, thì cái vị đó sẽ không có bị rơi vào suy thoái. Còn nếu như cái vị nào mà cảm thấy như thế này là tự là thỏa mãn rồi, thì cái vị đó sẽ say sưa hưởng thụ những cái dục lạc của thế gian, thì cái đấy cũng được gọi là phóng dật. Thì không phóng dật thì là đường sống, tức là khi mà vị đó phóng dật thì bắt đầu đi đến cái sự suy thoái và đi đến cái sự chết. Thế thì bây giờ cái điều mà Đức Phật muốn dạy là không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết này. Thì ý Đức Phật muốn nói rằng là một cái người sinh ra, một cái chúng sinh sinh ra mà ở cái cõi người này, mà sinh ra để có cái thân người này, đó là một cái điều khó, đó là một cái điều khó có thể, và đó cũng là một cái hạnh phúc, một cái may mắn, hay là một cái kết quả của những thiện nghiệp mình đã làm trước kia. Tức là trước kia nếu như mình là người phóng dật
Đó, thì bây giờ mình sẽ không có thân người để mà chắc chắn mình đã làm con khỉ hay là con ngựa hay là con trâu con bò hay là một cái con vật gì đấy rồi. Thì nếu như mình đã phóng dật lớn thì nó đã có cái hậu quả như thế. Nhưng mà một cái người mà bây giờ mình có được cái thân người này thì đấy là trước kia mình cũng đã có cái sự tích cực làm việc phước. Nhưng mà nếu bây giờ mình được cái thân người này rồi, mình có được cái thân người rồi, mình hoan hỷ thích thú hưởng thụ hưởng thụ những cái dục lạc của cõi người, thì là lúc đấy là mình là người phóng dật. Tức là mình nghĩ rằng sinh ra cuộc đời này là phải hưởng thụ các cái ngũ dục ở thế gian. Thế thì lúc đấy là cái lúc đã là cái lúc là phóng dật đấy. Phóng dật ở đây có nghĩa là cái người đấy không có tu tâm, không có tích lũy công đức và không có cái sự phấn đấu cao hơn nữa để tiến hóa đến cái mức cao hơn là cái thân người này. Ví dụ như là thân người thì mình phải có cái ước muốn là phải sinh thiên giới, sinh về phạm thiên giới hoặc là chứng đắc các cái đạo quả niết bàn để giải thoát cái sinh tử này. Thì cái người nào mà mình chưa đạt được điều đó thì mình vẫn phải nỗ lực phấn đấu, phải cố gắng để tu tập mà tích lũy thêm cái phước lành và cái công đức nữa. Thì trong cái lúc mà mình còn có cái sự cố gắng tu tập hàng ngày như thế này, luôn ngày nào cũng có cái sự chế ngự những cái pháp bất thiện, chế ngự cái tâm phóng dật để tu tập các cái thiện pháp, thì là cái ngày đấy là cái người đấy không phóng dật. Còn cái ngày nào mà cái người nào nghĩ là sống không cần phải tu tập, cứ sống rồi là ngày nào biết ngày đấy cứ hưởng thụ, cứ chỉ biết là cứ ăn rồi ngủ rồi là làm để có tài sản rồi lại hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, thì cái đấy nó gọi là cái người đấy là người đang phóng dật. Vậy thì sẽ cái bức tranh nói về hai cái hạng người, đó là người phóng dật và người không phóng dật. Cái người phóng dật đấy là cái người lại sống và hưởng thụ những cái niềm vui ở thế gian, được gọi là người phóng dật. Những cái niềm vui ở thế gian như người ta những cái người như là múa hát đàn ca, múa hát say sưa, xong rồi lại ngủ nghỉ cho nó thỏa mãn, tức là hưởng thụ những cái niềm vui đấy. Thì trong lúc mình hưởng thụ những cái niềm vui này là cái tâm nó cuồng, nó tán loạn, thì nó không còn có cái, nó không cái lúc đấy là hoàn toàn là cái tâm phóng dật vô tàng vô quý, không có trí tuệ. Thế thì cái tâm của con người khi mà nó cứ khởi lên một cái tâm phóng dật thì cái lúc đấy nó có là tâm si, thì nó sẽ không có những cái tâm cao thượng như là đức tin, chánh niệm hay là vô tàng vô quý, hay là cái tâm tàn quý. Cái tâm mà cái lúc mà phóng dật nó như vô tàng vô quý, còn lúc mà vô tàng vô biết tàn quý, biết hổ thẹn, biết ghê sợ tội lỗi thì nó sẽ không có phóng dật, hay là có trí tuệ thì nó sẽ không có cái tâm phóng dật đấy nó khởi lên. Thì người phóng dật thì sẽ luôn luôn tạo ra những cái ác nghiệp. Nên là người phóng dật thì cứ sống buông lung buông thả như thế thì cái tâm nó sẽ trở nên càng ngày nó càng đắm nhiễm những cái pháp bất thiện này, nó sẽ càng đắm nhiễm, nó càng ô nhiễm nhiều hơn. Thì phóng dật thì nó sẽ sinh ra tham dục, nó sinh ra sân hận, nó sinh ra những cái pháp tà kiến khác, nó sẽ làm cho những cái người đấy chết với những cái tâm bất thiện tham sân si đấy, và vì đó sẽ phải tái sinh vào những cái cõi khổ tương lai. Thì cái bản chất của cái tâm phóng dật, nó khi mà một cái người chết thì nó không có chết với tâm phóng dật này, tức là một cái người chết mà cái tâm cận tử cuối cùng nó không bao giờ nó bắt vào tâm phóng dật, nó chỉ bắt vào một là nó bắt vào tâm tham. Mình đã từng tham một cái gì đó, hoặc là nó bắt vào một cái tâm sân nào đấy, hay là nó bắt vào một cái tâm si hoài nghi, tức là mình hoài nghi về một cái sự thật mà mình không có tin tưởng. Ví dụ như mình hoài nghi đức Phật, đức Pháp, đang hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp, thì đấy là những cái tâm nó có thể dẫn đến cái sự tái sinh luân hồi ở một kiếp sau. Còn cái tâm phóng dật này nó không bao giờ bắt vào cái tâm cận tử, bởi vì bản chất của cái tâm phóng dật này nó là một cái tâm bất thiện, nhưng nó không trực tiếp làm việc bất thiện, nó chỉ giống như là một cái người đưa đường,
khiến cho cái tâm trí của mình dẫn cái tâm đến với tham, nó dẫn cái tâm đến với sân, chứ nó không trực tiếp làm cái việc tham đắm hay là sân hận. Vậy cái tâm phóng tận này nó rất là vi tế, nó không có mạnh mẽ, nhưng mà nó lại tiềm ẩn và nó khởi lên rất là nhiều lần trong ngày. Có những mỗi người nó khởi lên ở một cái mức độ khác nhau. Ở những cái loài thấp kém thì phóng dật rất là nhiều. Ở những cái người bình thường hàng ngày thì cái tâm phóng dật nó cũng khởi lên suốt ngày, nó khởi lên rất là nhiều. Ví dụ như là bây giờ mình muốn làm một cái việc, đang làm một cái việc gì đó, nhưng mà cái tâm này nó trở nên chán nản, nó thích thay đổi cái môi trường, tức là nó cứ thích tự do, thoải mái, không thích bị gò bó, không thích bị ràng buộc, không thích bị làm một cái việc gì mà nó nghiêm túc quá, thì cái đấy là cái người đấy là cái tâm phóng dật nó mạnh. Như là bây giờ bảo một người đi ngồi thiền, thì tại sao mình không thích? Rất ít người có thể là muốn làm cái việc đấy, bởi vì khi ngồi thì thân nó gò bó, tâm nó gò bó, thân khẩu ý tất cả mọi thứ nên nó đều gò bó, tức là nó đều có cái sự chế ngự. Thế một cái người không thích cái sự chế ngự này, thích đi lăng xăng, thích làm những cái việc gì theo ý thích của mình, thì đấy là do tâm phóng dật. Tâm phóng dật nó làm mất cái cơ hội để phát triển những cái thiện, mà nó làm tăng cái cơ hội để là phát triển những cái pháp bất thiện này. Cho nên là rất ít người mình muốn làm cái sự gì mà mình đến một cái nơi nào đó mà nó trang nghiêm, tức là mọi người rất là nghiêm túc đàng hoàng, và mình cảm thấy nó không phù hợp với cái môi trường như vậy, thì đấy là do cái tâm bất thiện này, cái tâm phóng dật này, cái tâm phóng dật này nó thấy ở cái môi trường như thế này trang nghiêm quá, và nó không, mình cảm thấy nó không phù hợp với mình. Ví dụ như là cái người phóng dật, người ta thích là phải được năng sang thân thể, từ cái thân khẩu ý phải được nói năng thoải mái, rồi là cái tâm phải được suy nghĩ một cách tự nhiên thoải mái, từ cái hành động, lời nói và ý nghĩ lúc nào mình cũng muốn nó phải được tự do thoải mái, thì cái đấy chính là cái tâm phóng dật. Tâm phóng dật là cứ thích tự do, thích thoải mái, nó không thích vào trong cái khuôn khổ này. Thế cái người mà ngồi thiền là phải chế ngự rất là cao như vậy. Thế thì một cái người mà có thể, mình có thể ngồi xuống, mình có thể chú tâm vào cái đề mục thiền, thì lúc đấy cái thân của mình không là phải chế ngự lại nó, không cho nó phóng dật nữa, tức là không cho cái thân này nó đi năng sang theo ý thích của nó nữa, thì đấy là đối trị lại với cái phóng dật của người thân. Miệng phải ngậm lại, không được nói năng theo cái ý thích của mình nữa, đấy là chế ngự lại, không cho nó phóng dật ở cái nơi khẩu đó. Cái tâm nó phải buộc vào một cái đề mục, như là buộc nó vào hơi thở, không cho nó suy nghĩ năng sang nữa, đấy là đối trị lại cái sự phóng dật ở nơi ý. Thế thì một cái người mà trị được cái phóng dật thì cái người đấy sẽ trở nên cao thượng, còn một cái người nào mà để cho phóng dật nó ngự trị thì cái người đấy sẽ trở nên thấp kém. Thế nó chỉ có mỗi hai cái là hàng ngày bây giờ mình chiến thắng được cái phóng dật thì mình trở nên cao thượng, còn mình để cho phóng dật nó điều khiển mình thì mình sẽ là hạ liệt. Mà cái phóng dật này đối trị với nó rất là khó. Với một cái người mà có thể là rất là đàng hoàng trang nghiêm tề chỉnh ở bên ngoài, nhưng mà chưa chắc trong tâm của vị ấy đã chế ngự được cái phóng dật. Người ta có thể chế ngự được cái phóng dật ở thân, ở khẩu thì dễ, nhưng mà chế ngự được cái phóng dật ở trong tâm thì rất là khó. Nên là một cái người đấy mà còn phóng dật thì những cái ác bất thiện pháp nó vẫn còn cơ hội nó sinh khởi. Tức là nếu như tâm mình còn phóng dật thì những cái pháp liên quan đến tham đắm, liên quan đến sân hận nó sẽ vẫn còn sinh khởi. Vì những cái phóng dật này nó sẽ dẫn dắt tâm đi đến những cái cảnh để cho tâm khởi lên cái tham đắm, nó sẽ dẫn dắt tâm đi đến những cái cảnh mà để cho tâm khởi lên sân hận, nó sẽ chi phối, nó làm cho những bất thiện khởi lên. Vì vậy cho nên là phải đối trị với cái tâm sân, cái tâm phóng dật này rất là nhiều, bằng những cái chánh niệm, mà luôn luôn thực hành chánh niệm. Nên một cái người mà tu tập có thể đắc được các cái pháp thiền định thì nó sẽ chế ngự được cái tâm phóng dật, nhưng mà đến khi vì nó xả thiền nó vẫn phóng dật chứ chưa hết được. Hay là một cái người có thể thực hành đến thiền quán,
vị đó có thể tu tập. Nhưng mà khi mà vị đó có thể tu tập cho đến cái mức mà cái thiền quán nó thuần phục, vị đó có thể chứng đắc được các cái đạo quả, trở thành những bậc thánh nhân, như là vị đó trở thành bậc thánh sơ quả dụ ni, vị đó sẽ đoạn trừ được cái tà kiến, đoạn trừ được cái tâm hoài nghi, nhưng mà vẫn còn phóng dật. Cái tâm phóng dật nó yếu đi nhưng nó không bị diệt. Và vị đó vẫn còn những cái tính cách năng sang ở thân khẩu ý nó chưa hết. Nên là nếu như một vị đó mà tu tập chứng đến một cái đạo quả, một thánh quả thứ hai thì nhất na, vị đó sẽ làm yếu cả tham sân si đi, nhưng mà vẫn chưa diệt được tâm phóng dật. Phóng dật nó vẫn còn. Rồi là một vị có thể tu tập chứng đến tam quả, là quả bất nai, thì một cái đạo quả có thể diệt trừ được hết cái tâm sân hận, diệt trừ được hết tham dục, nhưng mà nó vẫn chưa diệt được phóng dật. Phóng dật nó vẫn còn đi tế một chút xíu. Và một cái vị mà diệt trừ được đến sân, đến phóng dật là phải tu chứng được đến tứ quả A-la-hán, tức là phải đến một cái quả vị cuối cùng, là một bậc A-la-hán mới hết sạch được cái tâm phóng dật. Thì cái tâm phóng dật này nó không có mạnh, nó không có cực kỳ là nguy, là mạnh mẽ như là tham hay sân, nhưng mà nó rất là tức là cái tâm phóng dật này nó khởi lên mình cảm thấy nó rất là bình thường. Nó không có, ví dụ cái tâm tham nó khởi lên mình thấy rõ, cái tâm sân nó khởi lên mình thấy rõ, và mình bị thiêu đốt bởi tâm sân, thiêu đốt bởi tâm sân, nhưng mà ít khi nào mình cảm thấy mình đang bị thiêu đốt bởi tâm phóng dật. Vì cái tâm phóng dật này nó không có được, mà nó không có cuồn cuộn như tham và sân, nhưng mà nó lại tiềm ẩn và nó dẫn đường cho tham và sân, nó cứ dẫn dắt làm cho tham và sân khởi lên như vậy. Và để mà diệt trừ được nó rất là khó. Diệt trừ được tham không khó bằng, diệt trừ được sân hận cũng không khó bằng cái diệt trừ được cái phóng dật. Người nào mà diệt trừ được phóng dật, hàng ngày mình chế ngự được cái phóng dật, mình đã trở nên cao thượng lắm rồi. Mà diệt trừ được đến phóng dật thì là phải là bậc A La Hán. Bậc A La Hán thì diệt trừ được tâm phóng dật, nhưng mà đôi khi cái tập khí của phóng dật chưa chắc đã hết. Có những vị A La Hán vẫn còn cái tập khí, tức là gọi là cái tiền khiên tật. Cái tiền khiên tật tính là cái tập khí của phóng dật. Nếu như vị đó vẫn còn có những cái tật xấu một chút, thì đó chính là những cái thói quen mà nó vẫn còn dư sót nữa. Vậy thì chỉ có đến một vị Phật, tức là chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới hoàn toàn hết. Cho nên Đức Phật cao thượng hơn tất cả các bậc A La Hán thường khác, là ở cái chỗ là ngài diệt trừ được luôn cả những cái tiền kiên tật, hay là những cái tật xấu của cái phóng dật này nó không còn khởi lên được ở nơi Đức Phật. Thì cái phóng dật nó là như thế, nó có thể chi phối như vậy, đến phải tu tập rất là cao mới có thể diệt trừ được cái phóng dật. Còn hàng ngày thì mình luôn luôn sống với cái tâm phóng dật. Bây giờ mình cứ thân mình mà không có thiếu chế ngự một cái là bị phóng dật, nó chi phối và nó làm cho mình sẽ mất cái trang nghiêm ở nơi thân, cái lời nói của mình vậy. Nếu mà không có cái sự tu tập, mà không có cái sự chế ngự ở nơi khẩu, thì nó sẽ nói những cái điều năng xăng, nhảm nhí, thì đấy là phóng dật. Ở trong tâm mình mà không có cái chánh niệm, không có cái sự nghiêm túc, chánh trực để mà tu tập ở nơi tâm, thì những cái tâm nó khởi lên toàn những cái ý nghĩ sằng bậy. Thì những cái ý nghĩ sằng bậy đấy là phóng dật. Thì từ những cái ý nghĩ sằng bậy đấy, nó lâu ngày nó thành cái thói quen, rồi bắt đầu nó khởi lên những cái ý nghĩ bất thiện. Thì cái ý nghĩ bất thiện đấy nó sẽ tạo ra những cái nghiệp bất thiện, và những cái nghiệp bất thiện này nó khiến cho một cái người sẽ đi vào những cái đọa xứ, những cái cõi khổ. Thì đấy là cái người phóng dật mà được Đức Phật ví như đã chết rồi là như vậy. Thế cái người nào mà càng chạy theo phóng dật, hàng ngày mình không có đối trị với phóng dật, mà mình cứ để cho cái phóng dật này nó ngự trị và nó dẫn dắt mình, thì mình cứ càng ngày càng đi xuống. Thế là cái đạo đức, cái thiện pháp của mình càng ngày nó càng yếu đi, cái ác pháp của mình nó càng mạnh lên, và cái tâm của mình càng ngày nó càng trở nên ô nhiễm hơn, và cái trí tuệ của mình nó yếu đi. Còn cái bậc mà có chế ngự
cái, được cái phóng dật thì cái bậc ấy càng ngày càng trở nên cao thượng hơn, cái trí tuệ nó càng mạnh hơn, những cái thiện pháp nó sẽ cao lên và cái bậc đấy sẽ ở cái hiện tại này vị đó cũng sống một cái cuộc sống cao thượng, và tương lai thì cái vị đó cũng sẽ đạt được những cái điều cao thượng. Thế nên giữa cái phóng dật và không phóng dật, và biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Thì một cái bậc có trí tuệ thì biết rõ ra được cái nguy hiểm của cái phóng dật và biết rõ được cái lợi ích của cái không phóng dật, thì cái vị đấy sẽ hoan hỷ trong một cái hạnh không phóng dật, hoan hỷ tu tập với cái hạnh không phóng dật. Thì bây giờ muốn bây giờ một cái người biết là phóng dật là nguy hiểm như vậy, phóng dật là bất thiện như vậy, phóng dật sẽ chịu những cái nỗi khổ ở tương lai như vậy, thì cái mà để đối trị với phóng dật là cái gì? Thì cái cách mà để đối trị với phóng dật đó chính là cái cách là tu tập về như là vị đó tu tập về giới thì nó sẽ chế ngự được cái phóng dật ở nơi thân. Ví dụ như là vì nó giữ giới một cách trang nghiêm thì vị đó sẽ có được một cái thân hành nó rất là trang nghiêm, tề chỉnh, có uy, có nghi. Vị đó giữ giới thì vị đó chế ngự được cái phóng dật ở nơi khẩu, tức là vị đó sẽ biết chế ngự, biết nói những cái gì có lợi ích và tránh những cái điều nói mà nó không có lợi ích. Nhưng mà cái công năng của việc giữ giới nó không chế ngự hoàn toàn được những cái phóng dật ở trong tâm. Vì cái tâm của vị đó vẫn nghĩ năng xăng, dù vị đó đã cố gắng lắm rồi, cố gắng tác ý là không được nghĩ năng xăng, nhưng mà vị đó không hết được, nó cứ cái ý nghĩ này nó đến xong là mà nó là một cái nghĩ xấu thì nó biết là ý nghĩ này là xấu không được, tại vì nó cố gắng nghĩ đến một cái điều tốt hơn, nhưng rồi những cái ý nghĩ khác nó lại giảm về, bởi vì những cái pháp bất thiện thì nó rất là mạnh. Nó mạnh như là vũ bão và nó cứ tấn công dồn dập vào trong tâm vị đấy, và tâm vị đấy thậm chí không thể chống cự nổi. Vì vậy cho nên là cái tâm nó vẫn cứ ô nhiễm hoài, cho nên là phải có một cái mức độ tu tập về tâm thì mới chế ngự được tâm phóng dật. Vì cái tâm phóng dật thì nó giống như là cái giặc mà nó đánh từ trong đánh ra. Vì mà mình có nhiếp phục nó bằng những cái cảnh ở bên ngoài, mình đóng hết, nhắm mắt vào và mới yên tĩnh để tai không nghe tiếng động, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân không xúc chạm một cái gì cả. Hồi giống như là bây giờ mình có thể vào một cái hầm tối mà mình giam mình vào trong đấy, mình nghĩ rằng ở trong này các căn tiếp xúc với cảnh trần chắc là những cái tâm bất thiện không khởi lên, nhưng mà mình ngồi đấy không phải. Cái lúc đấy cái tâm phóng dật thế nên nó tiềm ẩn ở bên trong, nó là cái giặc ở bên trong, nó không phải bên ngoài nữa. Những cái ngoại cảnh nó ở bên ngoài nó đập vào, nhưng mà cái phóng dật nó từ trong tâm mình nó khởi ra, thì lúc đấy nó mới làm cho cái tâm mình vẫn khởi lên những cái pháp bất thiện. Thế thì bây giờ muốn diệt trừ được nó thì bây giờ mình có thể phải đóng hết tất cả các cửa nạn, bắt đầu mình phải vào trong hang, mình diệt nó ở trong hang, giống như là vào trong hang các cọp. Thì một cái người tu tập thì phải tu tập về tâm, tức là vị đó phải ngồi xuống và hướng hướng cái ý thức này vào bên trong mình, vào bên trong nội tâm của mình, rồi để mình chú tâm vào một cái cảnh nào đấy, để phóng dật nó khởi lên đến đâu diệt trừ nó đến đấy. Thì cái người mà chỉ có cái người hành thiền thì mới diệt trừ được tận gốc rễ của cái tâm phóng dật này, còn này, cái người mà không hành thiền thì không diệt trừ được cái gốc rễ của cái tâm phóng dật. Dù vị đó đã có trí tuệ hiểu biết rất là nhiều về cái sự nguy hiểm của phóng dật, được cảnh báo rất là nhiều, nhưng mà vị đó không hành thiền, vị đó vẫn không làm chủ được tâm, và cái tâm vị đó không chiến thắng được cái tâm phóng dật này. Vậy thì một người phải có cái sự tu tập về tâm này, phải hành thiền. Đấy. Thì hành thiền được gọi là hạnh của bậc thánh, vị đó an vui hạnh của bậc thánh, vị đó phải trang nghiêm, phải ngồi thiền. Thì những cái tâm phóng dật bắt đầu nó mới yếu dần đi, vì khi mà một cái người có tu tập về thiền thì thân của vị đó sẽ không có cái nỗi nầm gì mà hoàn toàn chế ngự được, vì nó sinh ra hỉ nạn,
nó làm cho cái tâm được an tịnh. Về khẩu của vị đó cũng không có cái sức phóng dật được, và cái tâm của vị đó sẽ luôn luôn được tức là luôn luôn được đối trị với cái tâm phóng dật. Thì dần dần cái chánh niệm nó mạnh lên thì phóng dật nó sẽ yếu dần yếu dần. Là cái tâm mà khi mình ngồi mà cứ nghĩ năng sang năng sang, đấy là phóng dật. Nhưng mà cái lúc ấy mình không chấp nhận những cái ý nghĩ năng sang đấy, mình cột cái tâm vào cái đề mục, cứ cột tâm vào đề mục, cột tâm vào đề mục, rồi nó đi năng sang lại cột lại. Thì cái sự chánh niệm nhận biết một cái đề mục liên tục như vậy thì dần dần nó sẽ làm cho cái tâm phóng dật kia phải yếu đi, và chánh niệm nó đạt đến một cái mức gọi là thuần thục tuyệt đối thì nó sẽ đạt được định. Mà khi mà đạt được định rồi thì phóng dật sẽ không còn cơ hội để khởi lên nữa, thì cái thiền định nó sẽ chế ngự được cái tâm phóng dật. Cho nên nói là người hành tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí ở niết bàn đạt an tịnh vô thương. Vậy thì Đức Phật chỉ có đề cao những người nào có thực hành thiền định, người đấy mới hết phóng dật. Người nào có hết được phóng dật thì mới hết được những cái nhân sinh ra những cái pháp bất thiện, mới không tạo những cái nghiệp bất thiện được. Thì nếu một cái người mà chưa tu, không có tu tập thiền định thì mình không có chiến thắng cái phóng dật. Và chính cái phóng dật này nó sẽ làm cho mình khởi lên những cái tâm bất thiện bất cứ lúc nào. Vậy thì cái người tu thiền định thì Đức Phật được gọi là cái người tu hạnh của một bậc thánh. Mình có thể chú tâm về bất cứ một cái đề mục thiền nào, và mình muốn cho làm cho cái tâm chánh niệm trên một cái đề mục thiền đấy nó mạnh lên thì phóng dật nó sẽ yếu đi. Muốn tu thiền định thì có cái pháp là phải kiên trì, tức là mình phải kiên trì, tức là cái phóng dật nó dai dẳng như vậy, nó dai dẳng không phải là tập 1-2 ngày mà mình đối trị được nó. Có thể mình phải tu rất là một thời gian rất là dài, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí phải nhiều đời, nhiều kiếp thì mới đối trị làm cho cái phóng dật nó yếu đi, thì lúc đấy mình mới có thể đạt được định. Vậy một cái người tu tập mà phải nỗ lực tinh tấn, chứ cứ một cái lúc nào đó mà mình không nỗ lực, không tinh tấn nữa thì lúc đấy mình cũng không đạt được, thì cái phóng dật nó lại khởi lên. Mà cái người mà cứ kiên trì tinh tấn thực hành con đường đến tu tập thiền định này cho đến khi mình chứng được niết bàn thì lúc đấy nó mới chắc ăn. Còn nếu mà một cái ngày nào chưa đạt được, chưa chứng được niết bàn thì lúc đấy cái phóng dật nó có thể khởi lên bất cứ lúc nào. Niết bàn là cái sự an tịnh vô thượng, thì cái nỗ lực giữ chánh niệm là vẫn nỗ lực. Có khi là một cái người đấy mình có được chánh niệm rồi, nhưng mà lúc nào đó mình chỉ cần hài lòng thỏa mãn với cái chánh niệm của mình. Ví dụ như là một cái người nào đấy mình tu tập mình có được một chút giới hạnh, mình hài lòng thỏa mãn cái giới hạnh đấy của mình, mình nghĩ là tu tập như mình thế này là tốt lắm rồi. Và lúc đấy mình chỉ cần thỏa mãn, không cần phải cố gắng thêm nữa, chỉ duy trì như thế này là được rồi, thì là lúc đấy bắt đầu là phóng dật nó sẽ khởi lên. Phóng dật nó sẽ khởi lên, bắt đầu dần dần là cái vị đấy sẽ bị cái phóng dật nó chi phối lúc nào mà vị đó không biết. Vị đó sẽ bắt đầu rơi vào cái trạng thái là bắt đầu dần dần mình ưa thích hưởng thụ những cái niềm vui, những cái bắt đầu những cái giới hạnh dần dần nó tiêu tan lúc nào hay. Thì nó như thế. Một cái người mà thực hành mà đắc được thiền định này cũng thế, mới đắc được thiền định và mình nghĩ là như thế này là hài lòng rồi, thỏa mãn rồi, không cần cố gắng nữa, thì lúc nào đấy phóng dật nó bắt đầu nó sẽ khởi lên. Phóng dật nó khởi lên nó làm cho cái vị đó trở nên lười biếng hơn và không có tinh tấn, không có nỗ lực nữa, thì là cái lúc đấy những cái pháp bất thiện nó khởi lên và nó sẽ làm cho vị đó cứ thối lui dần, và vị đó sẽ không còn giữ được những cái pháp này mà mình đã tạo dựng nữa. Thì cứ lúc nào mà mình cứ hài lòng tự mãn như thế, trong thế gian này giống như là một cái người mình sống ở trong thế gian, giống như là một cái người mà mình tu tập hay làm một cái việc thiện thì nó giống như người đi ngược lại một cái dòng nước. Đi xuôi dòng nước thì nó rất là dễ, một cái người mà đi xuôi dòng nước là cái phóng dật nó đẩy mình đi, có thể trôi dạt bất cứ nơi nào nó rất là dễ dàng. Nhưng mà một cái người muốn đi ngược lại dòng nước thì mình phải vượt qua được cái phóng dật ấy. Thì lúc nào cũng phải vươn lên, chứ lúc nào mình hài lòng dừng lại thôi, mệt quá nghỉ ngơi một chút,
Thì trong cái lúc mình nghỉ ngơi đấy, phóng nhật nó sẽ đẩy mình ngược trở lại cái lúc điểm xuất phát. Thì cái phóng nhật là nó luôn luôn tiềm ẩn và nó luôn luôn có sự nguy hiểm như vậy. Thì một người mà tu tập chưa đạt được đến niết bàn thì không có bao giờ được dừng lại mà vẫn phải tiếp tục. Không có phóng dật thì lúc nào cũng, tức là cái vị đó lúc nào cũng phải thận trọng, lúc nào cũng phải giữ chánh niệm, giữ gìn chánh niệm để vị đó tiếp tục vươn lên nữa. Cái người mà muốn điều trị được cái phóng dật thì lúc nào cũng vậy, đi đứng nằm ngồi luôn luôn giữ chánh niệm, ngay cả cái khi mà cái vị đó có được một cái tu tập một cái mức độ tốt rồi thì vẫn chứ không thể rời bỏ chánh niệm được. Thì lúc ấy mình chỉ khởi lên một cái tâm là mình phóng túng một chút thôi, tức là phóng túng một chút thì cái phóng túng đấy chính là phóng dật. Thì là cái tâm nó sẽ trở nên hư hỏng trở nạn này. Mình có thể đã tu tập được một thời gian nó thuần tịnh được một chút, nhưng mà mình phóng túng rồi nó lại đắm nhiễm những cái cảnh trần trở nạn. Vì vậy nên là lúc nào mình cứ hài lòng tự mãn thì mình sẽ không, thì cái pháp thiện pháp ấy nó sẽ bị thối nuôi. Thì trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống của thế gian các bạn, đời sống ở đời hay ở đạo nó cũng thế, khi mà mình làm được một cái việc gì đó rồi mà mình cứ hài lòng tự mãn với cái việc đấy, mình không thận trọng nữa, không cố gắng, không nỗ lực nữa, thì là lúc đấy những cái thành quả của mình dần dần bắt đầu nó sẽ yếu đi, và sau đó mình sẽ trở thành suy. Cái thời kỳ lúc mà mình còn nỗ lực cố gắng thì mình cảm thấy nó hưng thịnh, làm gì nó cũng thành công, mà đến lúc mình cảm thấy tự mãn một cái là bắt đầu là mọi cái nó sẽ suy vong, và lúc đấy mình sẽ thấy những cái sự mất mát, những cái thất bại bắt đầu nó sẽ sinh ra. Vậy thì một cái người nỗ lực để chánh niệm là tịnh hạnh, hành thận trọng, là cái người đấy luôn luôn phải hành những cái pháp thanh tịnh, những cái hạnh thanh tịnh, đấy ví dụ là giới thanh tịnh, giữ giới cho thanh tịnh thì đấy gọi là một cái tịnh hạnh. Luôn luôn phải thận trọng ở trong những cái pháp mà nó làm cho giới được thanh tịnh, như là thận trọng ở cái sự là thu thúc các căn. Lúc nào đó mà mình không có thận trọng trong những cái việc thu thúc các căn ở đây là mắt tai mũi lưỡi, đối với những các cái cảnh trần ở bên ngoài, thì thu thúc các căn ở đây thì có nghĩa là một là mình tránh những cái cảnh nào mà nó làm cho cái tâm của mình nó khởi lên những cái pháp bất thiện thì mình tránh. Như là mình biết là tiếp xúc với những cái cảnh đấy thì là tâm của mình sẽ bị ô nhiễm, có thể tham dục sẽ sinh lên, sân hận sẽ sinh lên, thì phải tránh, không nên tiếp xúc với những cái cảnh đấy. Ví dụ mình biết là tiếp xúc với cái người nào mà tham ái nó sinh ra, sân hận nó sinh ra thì mình phải tránh cái người đấy. Đấy cũng là một cái cách gọi là thận trọng mà giữ chánh niệm, hay là cái đấy gọi là thu thúc các căn, thì nó có một cái cách gọi là sẽ có cái sự phòng hộ đối với các cái cảnh trần, những cái cảnh nào mà nó khả ái hấp dẫn, và những cái cảnh trần nào mà nó làm cho mình cảm thấy nhàm chán, nó làm cho mình cảm thấy bực tức, khó chịu, giống như là mình cảm thấy như là mình không ưa thích, thì đấy là những cái hai cái cảnh đấy nó sẽ sinh lên tham hay là sân, thì mình phải có cái sự phòng hộ. Thì tịnh hạnh nó là nếu như một cái người mà luôn luôn có cái giữ gìn phòng hộ như vậy thì những cái giới hạnh của vị đấy mới giữ được cái sự thanh tịnh lâu dài. Nên là mình có được một cái giới hạnh như là một cái người bây giờ, cái người Phật tử mà giữ năm giới cũng không phải là dễ. Đôi khi mình cũng đã thấy nó khó, nếu như mà mình không có cái sự hộ trì, không có cái sự phòng hộ thì nó sẽ rất là khó. Như là cái giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, muốn điên, nó không thể. Bây giờ mình cứ biết là cái cảnh nào mà nó sống ở cái môi trường nào, tiếp xúc với cái cảnh nào
mà nó làm cho mình khởi lên những cái bất thiện pháp, thì mình phải tránh những cái hoàn cảnh, những cái môi trường đấy. Và cái thứ hai nữa là có cái tức là một cái người biết biết như lý giác sát khi mà mình quán chiếu đối với cái cảnh trần. Nếu như là một cái người mà có được cái trí tuệ tốt rồi thì vì đó khi mà thấy một cái cảnh trần thì đó vị đó cũng có thể quán được cái tính vô thường, cái tính khổ, cái tính vô ngã, cái tính bất tịnh của nó. Thì cái lúc đấy thì những cái tâm ô nhiễm đối với cái cảnh trần này nó sẽ không sinh lên. Nhưng thì vị đó có phải tu tập bằng cái cách phòng hộ, phải tu tập bằng cái sự chánh niệm, phải tu tập về tâm để làm cho tâm nó được thanh tịnh, phải tu tập về trí, tu tập về tuệ để làm cho cái tuệ nó được thanh tịnh. Đó là vị đó đấy. Thì trong cái sự tu tập như vậy thì cái tâm phóng thật nó không khởi lên, thì cái vị đó sẽ giữ được cái những cái hạnh tốt đẹp, và cái vị đó luôn luôn phải tự điều phục mình, tự điều chế, tức là chế ngự những cái tâm phóng thật của mình. Thì hàng ngày một cái người tu tập này luôn luôn phải điều phục, vì lúc nào cũng biết là phóng dật nó vẫn còn ở bên trong, phóng dật vẫn còn ở bên trong mình, và không lúc nào được chủ quan. Đấy là tức là không được chủ quan với cái sự phóng dật, vì cái sự phóng dật nó cũng là một cái sự mà nó tham đắm với cái cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà một cái người mà nó có quá nhiều phước cũng có thể bị rơi vào cái phóng dật. Ví dụ như là phóng dật nó có cả ở những cái cảnh khổ, mà nó cũng có cả ở những cái cảnh vui. Mà phóng dật thì nó sẽ làm cho một cái người đấy rất khó có thể tu tập giải thoát. Ví dụ như ở các cõi khổ như địa ngục không thể tu tập được, ngã quỷ súc sinh không thể tu tập được. Nhưng mà có những cái cảnh rất là cao thượng như các cõi thiên giới, hưởng thụ cái dục lạc quá lớn, vì hưởng thụ cái dục lạc quá lớn thì tạo có những cái chúng sinh tạo rất nhiều phước rồi là sinh lên các cái cõi thiên giới. Nên cái cõi thiên giới đấy thì những cái phước nó trổ và nó làm cho những cái cảnh ngũ dục rất là sung mãn, và những cái niềm vui ở những cõi nó rất là sung mãn, thì cái vị đấy sẽ say sưa hưởng thụ những cái dục lạc. Thì cái sự say sưa hưởng thụ cái dục lạc đấy nó cũng sinh ra phóng dật, nó cũng làm cho thân khẩu ý của vị đó trở nên năng sắc, và nó làm cho cái tâm của vị đó bị náo loạn, tức là bị rối loạn. Thì cái tâm mà rối loạn đấy chính là phóng dật, lúc đấy thì nó không còn chế ngự được cái tâm của mình nữa. Thì cái tâm của một cái người nào mà mình càng có nhiều cái mà để mình ưa thích thì cái tâm nó càng bị rối loạn nhiều. Mình có rất là nhiều những cái mà nó chi phối tâm của mình, như cái một cái cảnh sắc, cảnh thanh hương vị xúc, hay là con người thì còn có rất là nhiều những cái mình ưa thích, sắc tài danh lợi, rất là nhiều những cái đấy mà nó cứ chi phối tâm mình, và cái tâm của mình lúc nào cũng bị đảo điên theo những cái cảnh trần như vậy. Thì những cái lúc đấy là phóng dật nó đã trở nên rất là mạnh, thì cái vị đấy không có thể nào mà nhiếp phục tâm ở trong chánh niệm, không thể nào mà giữ tâm vào một cái pháp làm cho nó trở nên thanh tịnh được, và lúc đấy vị đó sẽ trở nên ô nhiễm rất là nhiều. Người thì cái phóng dật nó cứ chi phối cả những cái người thiếu phước, cả những cái người có phước nhiều như vậy. Vậy thì cái người mà tu tập là cái người mà phải tránh cả hai cái trạng thái cực đoan là thế, không có quá khổ hạnh ép sát. Vì khi mà một cái người mà khổ trở quá thì cái tâm nó cũng trở nên bất an, thì cái trạng thái bất an đấy nó là phóng dật. Hay là một cái người mà hưởng thụ những cái dục lạc sung mãn quá thì cái hưởng thụ dục lạc đấy nó say đắm với cái dục lạc đấy, và nó cũng trở nên phóng dật. Vậy thì một cái sự cảm thọ quá là khổ sở thì nó cũng làm cho phóng dật. Ví dụ bây giờ mình ngồi trong một cái nhà mà nó quá nóng nực, và một cái cảm thọ của mình rất là khó chịu thì ngồi nó sẽ không yên, mình sẽ phải lăn xăng. Cái sự chán của lăn xăng đấy cũng là cái sự phóng dật, mà phóng dật ở đây là do một cái cảm thọ
không như ý, nó cảm thọ khổ, nó làm cho mình phóng phóng dật như thế. Hoặc là bây giờ mình lại được ở một cái môi trường mà nó quá là cao cấp, mọi thứ nó rất là êm ái, nó rất là đầy đủ, về mọi cái tiện nghi mà ngồi đâu nó cũng mát mẻ quá mức. Thì lúc đấy bắt đầu nó sẽ sinh ra cái tâm đó là thích ngủ nghỉ một chút để mình hưởng thụ cái trạng thái an lạc này. Thì đấy cũng là một cái trạng thái mà khi mà có một cái trạng có một cái dục lạc nhiều, cái phước nhiều, mình hưởng nhiều cái phước, nó cũng sinh ra phóng dật là vậy. Mà cái sự thiếu phước quá, nó sẽ có những cái cảm thọ khổ, nó cũng sinh ra phóng dật. Nhiều phước quá để mình hưởng thụ những cái dục lạc nhiều quá, nó cũng sinh ra phóng dật. Vậy cho nên là một cái người tu tập là phải bỏ hết cả hai cái trạng thái đó để xả lộ, xả nạn, xả khổ. Khổ quá không được, cho nên là phải tích lũy phước. Tích lũy phước nhiều quá thì hưởng thụ nhiều cũng được, nên là phải tu tập, phải có cái sự tu tập mà ngoài cái tạo phước ra thì còn phải tu tập về giới định tuệ, và chú trọng vào cái việc tu tập giới định tuệ nữa. Nhưng một người tu tập giới định tuệ mà không có phước hỗ trợ cũng không tu tập được. Bây giờ mình giữ giới nhưng mình không có phước, không có ai hộ giới tham mà hành giữ được. Mình muốn hành thiền định nhưng mà không có ai hộ trì, hỗ trợ cho mình những cái cần dùng vật dụng, mình không có hành thiền. Vậy một cái người thiếu phước quá không tu tập giới định tuệ được. Hay một cái người sung mãn phước quá, mình có quá nhiều thứ ở trên trần gian, có quá nhiều cái về cái vật chất rất là nhiều, về những cái niềm vui ở thế gian, thì cái người đấy cũng khó mà buông bỏ được. Vậy thì một cái người phải để tu tập là phải có cái sự cân đối, tức là nó không có quá là thiếu, là cái thọ khổ nó không quá nhiều, mà cái thọ lạc nó không quá nhiều. Vậy thì đu theo con đường trung đạo là cứ giữ cái sự vừa phải, thì cái mức đấy sẽ làm cho cái diệt trừ được cái phóng dật. Thì cái người điều phục sống theo pháp, ai sống không phóng dật thì đến ngày ngày tăng trưởng. Thì cái nỗ lực không phóng dật, tự điều kéo chế ngự, bậc trí xây hoàn đạo, nỗ lực khó ngập tràn. Thì một cái người mà nỗ lực không phóng dật, một cái người đấy có sống có cái sự chế ngự thì đấy được gọi là một cái bậc trí. Bậc trí do hàng ngày luôn luôn có cái sự tu tập, có cái sự chế ngự như thế, thì cái vị đó sẽ trở nên cái sự cao thượng. Thì cái sự cao thượng ở đây được ví như là một cái hòn đảo của một cái bậc trí. Thế thì ở đây là cái sự cao thượng của vị đó như là một cái vị đó do chế ngự được cái phóng dật ở trong mình. Những cái tâm như chánh trực nó càng ngày nó càng mạnh lên, vị đó sẽ đạt được cả những cái pháp thượng nhân chi kiến thu thắng. Ví dụ như là vị đó chứng được thiền định hay là chứng được thần thông và chứng được đạo quả, đấy là những cái pháp thượng nhân. Thì một cái người mà có những cái pháp thượng nhân này trở nên rất là cao thượng, được ví như là cái hòn đảo và làm cho những cái nước lụt không ngập tràn được, tức là những cái dục lạc ở thế gian nó sẽ không có chi phối được vào tâm của cái vị này. Vị này sẽ không bị cuốn bởi những cái dòng nước như là tham dục, sân hận và si mê. Vì nó sẽ không bị cuốn bởi những cái dòng khổ đau trong cái luân hồi sinh tử. Thì cái bậc trí tuệ hàng ngày là cứ vun bồi cái công phu, vun bồi cái công phu thì dần dần vị đó sẽ trở nên cao thượng như thế. Còn những cái người mà không có tu tập thì sẽ bị cuốn trôi. Cuốn trôi vì hàng ngày mình cứ bị phóng dật nó lôi kéo mình, và cứ sống theo cái tâm phóng dật đấy, thì giống như người bị cuốn trôi bởi cái tham dục, cuốn trôi bởi cái sân hận, và cuốn trôi bởi cái dòng khổ đau trong sinh tử. Thì cái nước lụt sẽ không ngập tràn được ở trong tâm một cái người không phóng dật. Thì cái người mà cái tâm trí của vị đó không có phóng dật, có cái sự chế ngự, có cái sự tu tập, nó cái công phu rèn luyện hàng ngày, thì ngay ở trong cái hiện tại này, vị đó sẽ không bị cuốn trôi bởi cái sầu bi khổ ưu não ở thế gian. Những cái người nào mà không có cái sự tu tập hàng ngày
thì mình sẽ rất là khổ đau đối với cái cuộc sống hiện tại. Ngay hàng ngày trong cái cuộc sống hiện tại này, mình sẽ mong cầu một cái điều gì đó mà mình không đạt được là mình đã khổ này. Thì cái tâm của mình cứ bị cuốn trôi theo những cái tầm cầu như thế, mà nó đạt được thì mình lại say sưa hưởng thụ, rồi sau đó nó sinh ra cái đám nhiễm này, nó cũng bị nó thiêu đốt, cũng mình cũng khổ. Rồi là những cái gì mà mình yêu mến mà mình phải xa lìa, lúc đấy mình cũng khổ. Những cái gì mình chán ghét mà mình phải tiếp xúc, phải thân cận đến thì nó cũng khổ. Trong cuộc sống hàng ngày nó luôn luôn có những cái nỗi khổ. Nó cứ khi cái người mà không có cái chánh trí, không có chánh niệm, mình cái tâm của mình nó cứ bị cuốn hút như vậy, mà lúc nào mình cũng sống trong cái trạng thái sầu bi như vậy, yêu não như vậy, khổ như vậy, náo loạn như vậy. Và cái tâm của mình lúc nào nó cũng bị trạo cử, nó cũng bị bất an như vậy. Đấy là cái người bị cái phóng dật nó chi phối. Còn cái người mà luôn luôn chiến đấu với cái tâm phóng dật thì cái người đấy an nhiên tự tại, an nhiên tự tại ở trong hiện tại này, sống không bị những cái sầu bi khổ yêu não hay nó chi phối, không bị những cái được mất hơn thua khen chê yếu ghét ở thế gian nó chi phối, vì nó an nhiên tự tại như vậy, vững vàng như một cái tảng đá. Cuồng phong cũng không có làm cho cái vị đó bị lay động. Và đến cái sự an nhiên nữa, đó là vị đó không bị cái nỗi khổ ở trong sinh tử nó chi phối. Thì đấy là cái nhờ có cái sự nỗ lực không phóng dật. Nếu như cái người nào mà phóng dật thì cũng giống như những chúng sinh bị cuốn trôi trong. Vì chúng ngu si thiếu trí thì chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như sư tài sản quý. Vậy thì trên đời nó có hai người, hạng người như thế, người trí và người ngu. Thế bây giờ làm sao mình biết được ai là người trí mà biết được ai là người ngu? Cái người ngu nó sẽ thể hiện ra cái gì? Nó sẽ thể hiện ra là cái người đó sẽ phóng dật nhiều. Mình biết là người ngu, nhưng người đó phóng dật là cái người đó hay có cái tính nghịch ngợm năng sang. Cái người ngu ví dụ có hai đứa trẻ, một cái đứa trẻ nó rất là ngoan ngoãn mà sao người lớn mà sao nó nghe vậy, một cái đứa trẻ nó rất là hiếu động nghịch ngợm, thì hai đứa trẻ nó sẽ có một đứa trí một đứa ngu. Người ví dụ cái đứa trẻ nó nghịch ngợm, nó đòi nghịch vào dao nó kéo, nó thấy cái mật mà dính ở lưỡi dao nó liếm vào một cái nó có thể bị đứt lưỡi. Mình ngu nên cho nên mình chết, ngu cứ nghịch lắm cho nên là chết. Hay có những đứa nó nghịch quá nên nó đến chết bệnh. Thế cái người lớn lên rồi mà vẫn còn nghịch như trẻ con thì người đấy có phải người trí không? Bây giờ trẻ con nó nghịch thì bảo nó còn dại nghịch, nhưng bắt đầu lớn lên rồi 20, 30 tuổi vẫn còn nghịch, 40 tuổi, 50 tuổi vẫn còn nghịch thì có ai chấp nhận được? Thì cái người ngu nó sẽ có phóng dật nhiều như vậy, nhưng mà vẫn còn ngu si, vẫn còn nghịch ngợm, vẫn còn nói năng những cái điều dại dột như trẻ con, rồi là còn có những cái suy nghĩ rất là năng sắc, không có sâu sắc, thì cái đấy là người ngu. Thì cái đấy là vì làm sao mà ngu, là vì cái phóng dật nó không có được nhiếp phục. Tức là cái tâm phóng dật không được nhiếp phục, lúc nào nó cũng nghịch ngợm, lúc nào cũng ngang sang từ bé mà đi như thế, không có được ai giáo dục rèn luyện. Bản thân mình tự không giáo dục, không thân cận những người trí và không tiếp thu những cái lời dạy của những bậc nhà có trí tuệ. Thì cái người đấy vẫn cứ mãi là cái người ngu, thì cái người đấy ngang sang. Hoặc là mình lại thân cận với những người ngu, người ta lại trau dồi cho mình những tư tưởng phóng dật vào luôn. Lớn lên rồi mà phải đi nhảy, đi múa, đi chơi bời, toàn những cái trò vui, trò này trò kia, thì càng ngày nó càng năng sang. Thì những cái phóng dật ở thế gian đó là những cái gì mà nó làm cho tâm bị loạn động. Ví dụ như là múa hát này, nó cũng làm cho tâm bị loạn động. Chơi chọi gà, cờ bạc này, tất cả những cái trò chơi vui đấy thế gian nó cũng làm cho tâm loạn động này. Tham đắm vào về cái việc buôn bán để có nhiều tài sản, rồi đắm nhiễm ôm tư tư, rồi là chạy theo cái chuyện tình yêu đôi lứa nam nữ này, nó đều là phóng dật thế. Bởi vì tất cả những cái đấy nó đều là cái tâm bị loạn xạ nên bị loạn động lên,
thì những cái đấy là những cái tâm phóng dật nó được chế ngự nặng. Giá như mà ngay từ sớm được chế ngự nặng đó, mà đừng có chơi những cái trò mà nó làm cho tâm trí bị rối loạn như thế. Và nên làm những cái việc gì nó làm cho cái tâm của mình nó định tĩnh thì nó sẽ sáng suốt. Cho nên là nếu như mà cứ được huấn luyện, phải thực hành thiền từ sớm thì lớn lên đâu có đắm nhiễm vào những cái cảnh này. Bây giờ mà cứ ai cũng được hành thiền thì đâu có đi đắm nhiễm vào mấy cái cảnh này. Hành thiền tốt và thì đâu còn ưa thích này, múa hát đâu, ưa thích đi chơi bời đánh cờ đánh bạc chọi gà nhậu nhẹt, ưa thích hẹn hò này kia nữa làm gì, vì những cái đấy nó chỉ làm cho tâm bị hoạt động năng xăng. Thì phải học những cái giáo pháp chân chánh thì những cái tâm chân chánh nó sẽ khởi lên, được thực hành những cái pháp chân chánh thì cái tâm chân chánh nó khởi lên, thì những cái tâm phóng dật nó không khởi lên nữa, thì người trí không phóng dật như tài sản quý làm được. Vì cái người trí thì biết rằng là cái coi những cái tâm thiện của mình nó giống như tài sản, những cái chánh niệm của mình, trí tuệ của mình nó giống như những cái tài sản. Vì đó thì cái phóng dật nó giống như là tên trộm, nó có thể vào đấy và nó có thể đục khoét và nó có thể làm cho nó có thể phá hoại hết những cái tài sản của mình. Cái tâm phóng dật nó giống như con trộm con cáo, nó vào thì nó sẽ tha hết những cái tài sản quý của mình đi. Thì nếu như mà bây giờ mình mà để cho cái tâm phóng dật nó khởi lên thì tất cả những cái công đức phước lành mình tạo ra sẽ bị mất mát đi. Ví dụ như là có những lúc mình tinh cần cố gắng nỗ lực đã tạo ra được nhiều cái phước lành. Cái phước lành ở đây là phước lành ví dụ như là phước lành từ những cái hành động bố thí, những hành động giữ giới, những hành động cung kính, những hành động tu tập này, về giới định tuệ về thì nó đều là những cái phước lành cao thượng đấy. Nhưng nếu như mà mình không có trân trọng, không biết giữ gìn, giống như người giữ tài sản quý thì mình luôn luôn phải bảo vệ. Thì cái bảo vệ cái tài sản quý là cái là luôn luôn phải có cái chánh niệm, phải thu thúc, luôn luôn phải phòng hộ thì sẽ bảo vệ được những cái tài sản đấy. Còn nếu là một cái người nào mình chỉ cần đơn nào một chút thôi, mình đơn nào mình chỉ cần thân cận với một cái môi trường bất thiện, hay là một cái lần mình nghĩ là mình nói một cái lời phóng túng phóng dật, hay là mình khởi lên một cái suy nghĩ phóng dật, hay là mình tiếp xúc với một cái cảnh mà nó cho tâm phóng dật nó khởi lên, là mình không có chế ngự ngay thì bắt đầu là cái tâm phóng dật nó sẽ khởi lên và nó sẽ dần dần mà mình nó mạnh lên cái mình không có nhiếp phục được nó, mình sẽ bị nó điều khiển, là mình sẽ chạy theo những cái ngoại cảnh đấy. Là cái tâm phóng dật là phải giữ gìn như giữ tài sản quý như vậy. Trước ở trong cái chuyện Phật giáo có một cái câu chuyện nói là lúc đấy ở đảo Tích Nam có một nhóm các vị tỳ kheo đang đi ở trên cái con đường lên núi, thì đi sau các vị tỳ kheo là các vị sa di mà vẫn còn phóng dật, cho nên là hay nghịch ngợm đùa giỡn. Lúc đấy có một cái người tiểu phu đang cánh củi và đi trên núi đi chuồng, và cái người này thì trông rất là xấu xí, từng gầy gò giống như là ốm đau bệnh tật, và tóc tai thì rối bời, người nhễ nhãn mồ hôi, tức là trông rất là tiểu tụy khổ sở. Thì các vị sa di này mới trêu dẫn với nhau này, cha của ông có phải không, các vị bảo đấy là ông nội của ông phải không, ông ngoại ông phải không. Rồi các vị đấy cứ muốn trêu dẫn nhau, ý muốn nói rằng là cái ông xấu xí như thế này là ông cha của ông. Thế là lúc đấy cái ông tiểu phu này ông ấy bảo ông mới nghe được như thế, ông mới bỏ cái gánh củi của ông mới chạy đến trước tất cả các cái vị chư tỳ kheo sa di đấy, ông mới nói này các thầy có biết tôi là ai không, tôi các thầy đã tu được như tôi chưa, tôi cách đây 10 năm trước tôi cũng là tỳ kheo mà cũng ở tại cái khu này, tôi là một người rất là nổi tiếng về các cái năng lực thần thông. Tôi có thể ngồi ở một chỗ và có thể dùng bàn tay để rờ mặt trăng mặt trời, tức là cái năng lực thần thông rất là của cái vị đó rất là uy lực như thế, nhưng mà chỉ vì cái sự phóng dật, tức là vì cái sự phóng túng phóng dật
vì cái sự mà không có nhiếp phục các căn nữa, và cái vị đấy đã để mất hết tất cả những cái khả năng đó. Cũng cái lúc như thế thì các cái vị tỳ kheo khác nghe được cái câu chuyện của cái vị này thì rất là kinh cảm, rất là kinh cảm, rất là sợ đối với cái sự phóng dật, và rất là sợ là mình cũng sẽ một ngày nào đó nó thoái thất cái đạo hạnh. Và ngay lúc đấy các vị đấy nhất tâm vào trong thiền quán, tức là khi mà còn đang đứng ngay tại đấy, các vị nhất tâm vào trong thiền quán, và ngay tại cái lúc đấy là 30 vị chứng được quả a la hán. Chứng quả a la hán ngay lúc đấy, tức là có một cái sự kinh cảm nó khởi lên đó. Khi mà có một cái tấm gương đấy, là một cái người đã tu tập đến một cái trình độ rất là cao mà còn có thể bị gục ngã trước phóng dật. Phóng dật nó có thể khởi lên và nó làm cho cái vị đó trở nên bị thoái đoạn như vậy. Thì các cái vị đó kinh cảm và nỗ lực tu tập không để cho cái phóng dật nó khởi lên nữa, thì ngay lúc đấy vị nó có thể chứng được quả a la hán. Thì cái sự phóng dật trong cuộc sống nó cũng như thế. Bây giờ mình chỉ cần nghĩ rằng nào bây giờ đi chơi bời một chút xíu chắc không sao, bây giờ mình muốn tò mò. Giống như những người nghĩ là tò mò, giống như có nhiều người người ta chơi những cái trò vui mà đi đánh bạc một lần cho biết. Người có thể vào sòng bạc đấy mình nghĩ đánh bạc một lần thôi, nhưng mà có thể trong một lần đấy mình bị đắm nhiễm hay mình say mê hay mà thấy không bỏ được, và cuối cùng sẽ bị mất mát hết tất cả gia tài của mình đã gây dựng bao nhiêu năm, mất hết không còn gì. Đấy là chỉ một chút phóng dật thôi. Nhưng mà có người thì bảo thấy người ta hít nghiện mà phiện hay là ma túy, nhưng mà chắc mình thử một lần chắc không sao, chắc nó phải làm sao, người ta mê mẩn vậy. Mình chỉ cần thử một lần thôi, có thể nó sẽ mình sẽ bị nghiện ngay và mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi. Thì những cái đấy nó chỉ là những cái phóng dật mà nó rất là nhỏ, nhưng nó có thể nó có những cái tai hại rất là lớn. Thì cứ chạy theo những cái cảnh hạ nhiệt thì đó là phóng dật. Còn nếu như mình lúc nào cũng thận trọng và giữ gìn cái chánh niệm của mình như giữ tài sản quý là vậy, tức là đừng có bao giờ chạy. Mình cứ nghĩ là hay là bây giờ có một cái người nào đó nghĩ là mình tu cao rồi, bây giờ đi xuống núi thử xem là còn bị động tâm không. Thì có thể là lúc đấy mình xuống rồi không bao giờ trở lại được. Thì cái ngoại cảnh, cái sự phóng dật nó vậy, nó phóng dật nó tiềm ẩn lúc nào nó cũng đang phục kích sẵn. Cho nên là một cái người chỉ có tu tập khi nào chứng đến đạo quả niết bàn rồi thì lúc đấy mới có thể tự tại được. Còn nếu mà mình chưa đạt được đến cái sự tuyệt đối, chưa đi đến bờ bên kia mà mình còn ở bờ bên này, mình còn ở giữa dòng sông, mình còn đang cố gắng bơi vào bờ, mình chưa vào đến bờ mà mình đã dừng lại, mình có thể sẽ bị cái sóng phóng dật nó đánh ngược ra, mình sẽ làm cho mình trở về cái bờ sinh tử bên kia luôn. Chớ phóng dật, chớ sống đời phóng dật, chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Thì nó chỉ có mỗi hai cái sự nó đối lập nhau, tức là người thực hành thiền định sẽ không có say mê dục lạc và không phóng dật. Còn cái người mà không thực hành thiền định thì không thể tránh khỏi cái say mê dục lạc và phóng dật được. Giữa hai cái đó, cái người mà có thực hành thiền định thì cái người đấy mới trực tiếp là đối trị với phóng dật. Còn người không thực hành thiền định thì dù vị đó có học bao nhiêu pháp đi chăng nữa, nhưng mà vị đó không có đối trị được tâm phóng dật nó vẫn khởi lên, và cái tâm nó vẫn ưa thích hưởng thụ những dục nạn. Và khi ưa thích hưởng thụ những dục nạn thì nó sẽ đắm nhiễm và thì nó sẽ bị thối đuộng. Và Đức Phật dạy chớ có như thế, chớ có phóng dật, chớ say mê dục lạc. Say mê dục lạc với phóng dật là như nhau. Vì cái phóng dật nó đưa mình đến những cái cảnh đấy để cho mình say mê. Phóng dật ngồi đây không yên, thích đi chơi, thích buồn buồn vui vui, thử uống rượu một chút, thử hưởng thụ dục lạc một chút, thế là nó bị đắm nhiễm rồi mà mình không thoát ra khỏi được. Thì đấy là cái phóng dật nó làm cho như thế. Người thực hành thiền định sẽ đối trị với phóng dật thì sẽ luôn luôn an lạc trong cái trạng thái không có phóng dật, an lạc trong cái trạng thái mà đã diệt trừ được phóng dật, chế ngự được phóng dật. Đấy là cái người không có phóng dật.
Người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, neo đầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn cảnh u đất bằng. Thì cái người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, thì cái người giữa phóng dật với người không phóng dật nó có một cái khoảng cách rất là cao. Giữa một cái người mà càng phóng dật thì càng lúc càng đi xuống, và cái người không phóng dật thì càng lúc càng đi lên. Cho nên là hai cái người sẽ có một cái khoảng cách rất là lớn, rất là xa và rất là cao. Nên đấy là giữa cái người trí với người ngu. Người ngu được gọi là người phóng dật, người trí gọi là người không phóng dật. Cái điều không phóng dật là tinh cần giữa phóng dật, thức tỉnh giữa quần mê. Người trí như ngựa phi bỏ cho con ngựa hèn. Thì cái người phóng dật là cái người mà sẽ không có tiến, không có tiến lên, không có tiến lên những cái con đường cao thượng. Vì đó dừng lại đấy, vì đó hưởng thụ. Vì đó thấy cuộc đời này còn có quá nhiều những cái niềm vui, và vì đó say sưa hưởng thụ. Hưởng thụ như là say sưa với rượu chè, say sưa ngủ nghỉ, say sưa với vợ con, và vì đó không bao giờ đi tìm cái con đường xa xôi, đó là cái con đường niết bàn. Thì được ví như một cái con ngựa thuần chủng với con ngựa gãy chân. Cái con ngựa này thì nó bị những cái dục này nó buộc nó chân lại, nó đi. Còn người trí thì phải phất nờ, làm nơ những cái cảnh dục nạt ấy, và cứ thẳng thế mà tiến đến cái con đường giải thoát. Cái người trí với người ngu, cái người làm cái đám nhiễm hưởng thụ ở thế gian không có chịu tu tập là người giống như con ngựa què. Người làm từ bỏ được thế gian chuyên tâm tu tập thì như là con ngựa thuần chủng mà phi đến đích an vui. Bạn hãy dừng ở đây.